Xin kính chào quý vị và các bạn đến với Việt Nam Sport ngày 9 tháng 2 năm 2022. Xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là năm 2022. Thế nhưng, bóng đá Việt Nam vẫn dính những cú phốt như bóng đá ở thời kỳ đổ đá vậy. Hôm qua, hàng loạt các tờ báo uy tín của Việt Nam đã đưa ra thông báo về việc FIFA quyết định xử câu lạc bộ Thanh Hóa thua kiện tiền đạo Gramot Kutais. Theo quyết định được đưa ra vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán mùng 1 tháng 2, đội bóng phải trả 42.500 USD, tương đương với khoảng 935 triệu Việt Nam đồng cho Gramot. Đó là khoản tiền lương mà câu lạc bộ Thanh Hóa còn thiếu cầu thủ sinh năm 1991. Cụ thể, tiền lương tháng 9 là 7.500 USD, tiền thù lao từ tháng 10 là 35.000 USD. Cả hai khoản này đều được tính thêm 5% lãi suất. Trước đó, Thanh Hóa đã thanh lý hợp đồng với Gramos hồi tháng 8 năm ngoái. Nhưng theo hợp đồng ký kết giữa hai bên, Thanh Hóa vẫn phải có trách nhiệm trả nốt 2 tháng lương còn lại cho Gramos theo lý thuyết. Bởi nếu như V-League 2021 không dừng vô thời hạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải đấu sẽ kéo dài đến hết tháng 10. Vậy nên, việc bị thanh lý hợp đồng trước thời hạn khiến Gramos quyết định kiện Thanh Hóa ra FIFA, để rồi phần thắng tạm nghiêng về phía tiền đạo người Kosovo điển trai này. Trong vòng 45 ngày kể từ thông báo, đội bóng V-League không thanh toán đầy đủ sẽ bị FIFA phát lệnh trừng phạt. Cụ thể, câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ bị cấm đăng ký cầu thủ cho đến khi số tiền được chuyển đi. Án cấm sẽ kéo dài tối đa 3 kỳ chuyển nhượng. Sau đó, vụ việc sẽ được chuyển qua Ủy ban kỷ luật FIFA xử lý. Ngoài ra, câu lạc bộ Thanh Hóa có 10 ngày để kháng cáo, hạn chót là ngày 10 tháng 2. Nếu không kháng cáo, đội bóng phải chấp nhận quyết định của FIFA. Ngược lại, đội bóng phải đóng chi phí thủ tục kháng cáo trong vòng 10 ngày. Đây là lần thứ tư câu lạc bộ Thanh Hóa bị FIFA xử thua trong vòng 12 tháng qua. 3 lần trước vụ Gramos, Thanh Hóa phải trả 1,3 tỷ đồng đền bù cho Irissa Senasice và 4,5 tỷ đồng cho huấn luyện viên Fabio Lopez, cũng như 1,45 tỷ đồng cho Eroy Steven, cũng liên quan đến việc thanh lý hợp đồng nhưng không trả nốt phần quỹ lương như cam kết. Không chỉ vậy, cũng xoay quanh vụ việc Gramos Kutais, Thanh Hóa còn tốn gần 450 triệu đồng tiền án phí cho tòa án trọng tài thể thao CAS khi kháng cáo trong vụ kiện Sisse. Không chỉ Thanh Hóa lùm xùm kiện tụng với FIFA, năm 2019, đội bóng đất cảng còn phải trả 5 tỷ đồng vì thất bại nặng nề với Steven. Sự việc khởi nguồn từ tháng 5 năm 2017, khi anh gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Hải Phòng đến hết mùa giải 2019, nhưng cầu thủ này lại không cầm được bản hợp đồng nào, dẫn đến không thể làm thị thực cho các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, Steven còn bị câu lạc bộ Hải Phòng kỷ luật trong thời gian trên. Sau đó, cầu thủ người Jamaica đã về nước và tiến hành khởi kiện lên FIFA. Không có Eroy Steven, Hải Phòng cũng đã vướng vào một vụ bê bối khác liên quan đến tài chính với ngoại binh Joseph Mbande trong thời gian gần đây. Cụ thể, hồi đầu tháng 3 năm 2021, Hải Phòng và Mbande có xảy ra xung đột về quyền lợi khiến hai bên quyết định đưa vấn đề này lên FIFA để giải quyết. Tuy nhiên, sau đó một tháng, tức là ngày 14 tháng 4 năm 2021, Hải Phòng và Mbande tìm được tiếng nói chung trong việc giải quyết mâu thuẫn. Đội bóng đất cảng chấp nhận thanh toán cho ngoại binh này 322 triệu đồng. Ngoài ra, đôi bên cũng ký vào biên bản thỏa thuận không khiếu kiện. Dù vậy, đến ngày 7 tháng 5 năm 2021, FIFA có văn bản phán quyết vụ việc, câu lạc bộ Hải Phòng phải trả cho Mbande số tiền 1,2 tỷ đồng. Ngay sau khi có phán quyết này, đội bóng của chủ tịch Trần Văn Hoàn đã gửi văn bản thỏa thuận giữa Hải Phòng và Mbande lên FIFA và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF để chứng minh. Tuy nhiên, vướng mắc nằm ở chỗ cách đây vài ngày, VFF có thêm văn bản yêu cầu câu lạc bộ Hải Phòng cung cấp tài liệu chứng minh hoàn tất nghĩa vụ với Joseph Mbande theo quy định của FIFA để hoàn thiện hồ sơ cấp phép tham dự các giải đấu ở mùa 2022. Sau khi được nhận văn bản này, Hải Phòng đã ngay lập tức đáp trả bằng một văn bản khác với nội dung đổ lỗi cho VFF và năng lực quản lý của tổng thư ký Lê Hoài Anh. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng việc giải quyết tranh chấp giữa câu lạc bộ Hải Phòng và ngoại binh Mbande thuộc thẩm quyền của FIFA do có yếu tố nước ngoài, tương tự như vụ việc của câu lạc bộ Thanh Hóa và huấn luyện viên Fabio Lopez. Ở đây, VFF chỉ đóng vai trò giám sát và yêu cầu các bên thực hiện đúng nghĩa vụ theo phán quyết. Theo đó, Hải Phòng đã thỏa thuận với Mbande vào ngày 14 tháng 4 năm 2021 nhưng lại không thông báo lên FIFA. Phải đến khi FIFA đưa ra phán quyết cuối cùng ngày 7 tháng 5 năm 2021 thì lãnh đạo đội bóng đất cảng mới nộp lại văn bản thỏa thuận. Bên cạnh đó, sau khi gửi văn bản cho FIFA nhưng không có phản hồi, câu lạc bộ Hải Phòng cũng không có thêm động thái nào kiến nghị và yêu cầu FIFA giải quyết vấn đề. Sau đó, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã chính thức đưa phán quyết của FIFA liên quan đến đội bóng này lên hệ thống trực tuyến ở mục nợ quá hạn. Không chỉ các câu lạc bộ Việt Nam rơi vào cảnh bị FIFA xử thua vì hành xử thiếu chuyên nghiệp, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng thường thất điên bát đảo và phải đền bù số tiền không nhỏ cho huấn luyện viên Lerta chỉ vì thiếu hiểu biết và thờ ơ vào năm 2002. Theo đó, được đích thân cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Pháp Ami Jacke giới thiệu sang Việt Nam, nhưng huấn luyện viên Lerta bị coi là huấn luyện viên ngoại chán nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Chuyện sa thải trái đắng Lerta khi đó nhận được sự ủng hộ của cả giới chuyên môn và công luận. Ngay sau khi bị sa thải hồi tháng 8 năm 2002, huấn luyện viên Lerta đã khởi kiện Liên bóng đá Việt Nam lên Ủy ban tư cách kỷ luật của FIFA và bị xử thua. Theo phán quyết hồi đó, Liên bóng đá Việt Nam chỉ phải đền bù 3 tháng lương và phụ phí khoảng 800 triệu đồng, cho rằng không thể bị kiện lại. Liên đoàn tự tin đến mức tự động gửi số tiền đền bù kể trên vào tài khoản của luật sư ông Lerta. Liên đoàn cũng chẳng quan tâm vị huấn luyện viên người Pháp có đồng ý hay không. Nhưng rồi, ông Lerta tiếp tục kiện lên trọng tài thể thao quốc tế CAS,
nằm ngoài FIFA và xử theo luật Thụy Sĩ. Biết thông tin này, liên đoàn cũng chẳng gửi bất cứ một thành mình, tương trình nào cả, mà mặc kệ ông Lota thoải mái vạch tội. Thế rồi giữa tháng 10 năm 2004, VFF đã choáng váng khi nhận quyết định từ tòa này, yêu cầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải đền bù 3 tỷ đồng cho ông Lota vì đơn phương phá vỡ hợp đồng với lý do không chính đáng. Sự thờ ơ của liên đoàn còn thể hiện rõ khi chẳng hay biết rằng tòa án trọng tài thể thao quốc tế có thẩm quyền xét xử vụ kiện, và rồi sau đó VFF cắn răng trả 3 tỷ đồng tiền phạt thay vì đội tuyển Việt Nam phải rơi vào cảnh cấm thi đấu 2 năm sau đó. Như vậy, suốt 20 năm qua, bóng đá Việt Nam đã phải mất 17 tỷ đồng để khôn hơn trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng và đền bù hợp đồng sau thanh lý. Nhưng dường như những bài học nhãn tiền vẫn không được các câu lạc bộ sau đó tránh khỏi vết xe đổ. Chính xác hơn, sự khôn vặt của một số câu lạc bộ không thể giúp họ được đánh giá là sành sỏi trên thương trường, mà thậm chí chính sự chuyên nghiệp từ các ngoại bình vốn dĩ đã được trau dồi trên đấu trường quốc tế đã liên tục phản đòn, và sự yếu kém, tùn mùn và nghiệp dư của những con sâu làm dầu nồi canh bóng đá Việt Nam. Họ có thể bắt nạt những cầu thủ Việt Nam vốn còn hạn hẹp về kiến thức pháp lý và thiếu những người đủ hiểu biết để đại diện cho mình trao đổi thẳng thắn. Nhưng với tầm cỡ quốc tế, mọi chiêu trò đều có thể bị phơi bày với số tiền phạt lên đến hàng tỷ, hàng chục tỷ đồng. Đau đớn hơn, nhiều ngoại binh giỏi không xem V-League là nơi họ thi đấu. Sự vượt mặt của Thái Lan, Malaysia cũng đến từ việc V-League xuống cấp và không thể phát triển trong một thời gian dài do ảnh hưởng từ cơ chế điều hành quan liêu và kém cỏi của một bộ phận câu lạc bộ ở hệ thống giải chuyên nghiệp quốc gia. Theo những nhà môi giới, một số câu lạc bộ như Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Hà Nội FC là thuộc diện chơi sạch và chơi đẹp ở V-League. Vì thế, họ cũng là điểm đến hiếm hoi mà các ngoại binh ưu tiên khi đến Việt Nam chơi bóng. Còn lại, họ chỉ xem đây như một bãi đỗ tạm thời trước khi tìm cách đào tẩu để chuyển đến Thái Lan hay Malaysia chơi bóng theo đúng tầm chuyên nghiệp như kỳ vọng. Mất tiền, mất danh lẫn mất uy tín, V-League đến giờ vẫn là hố sâu của những drama chất chứa sự nghiệp dư. Như huấn luyện viên Mai Đức Chung từng nói, chỉ có đội tuyển quốc gia mạnh và đi đường dài nếu bệ đỡ là giải vô địch quốc gia đủ rộng và đủ tầm. Nhưng xem sao, đội tuyển Việt Nam không thể chờ V-League để đưa mình lên cao. Đó cũng là lời kết của Vietnam Sport trong video ngày hôm nay. Hy vọng rằng sau gần 20 tỷ đồng tiền phạt vì những nguyên do chẳng đến đầu đến đũa, các câu lạc bộ Việt Nam sẽ ứng xử chuyên nghiệp hơn với các cầu thủ của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.